để đưa tiếng nói di sản đến gần hơn với đời sống hiện đại. Trong những năm trở lại đây, nhiều công nghệ như giả lập thực tế ảo sử dụng kính VR, quét mã QR, sử dụng video, ảnh 360 độ hay thiết bị thuyết minh tự động đã được áp dụng để người dân tham quan các khu di tích hay những điểm văn hóa đáng chú ý từ bất cứ đâu. Trong cuộc sống thường ngày mình cũng đã từng đến Hoàng Thành để tham quan rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên hôm nay được trải nghiệm một cái cuộc tham quan bằng kính thực tế ảo thì mình thấy rất là bất ngờ, vì là cái hình ảnh rất là sắc nét và sống động, mở ra một cái không gian gần giống như thật, và chúng ta có thể quan sát 360 độ. Đấy là một điều hết sức thú vị. Thì máy thuyết minh này lần đầu nên mình thấy khá thú vị đối với mình. Ở đầu quầy thì các nhân viên hướng dẫn khá là tận tình. Chất lượng âm thanh thì khá là vượt xa mức mong đợi. Việc mà lời thuyết minh khá là chậm rãi và dễ hiểu khiến cho mình cảm thấy là được truyền đạt kiến thức rất là nhanh. Chỉ bằng những thiết bị nhỏ gọn, mọi thông tin, trải nghiệm thú vị đều dễ dàng được truyền tải. Nhưng không vì thế mà chúng có thể thay được những trải nghiệm chân thực. Bởi chỉ khi ở trong chính những không gian di sản đó, người ta mới có thể trở về với lịch sử, sống lại bối cảnh xưa một cách sinh động và chân thực nhất. Khi ấy, công nghệ trở thành một trợ thủ đắc lực giúp trải nghiệm với di sản được trọn vẹn hơn. Trong thời kỳ dịch thì mọi thứ đều đóng lại và mình cũng không có cơ hội để đến Hoàng Thành Thăng Long cũng như là các địa điểm di sản khác để mình thăm thú. Chính vì lý do đó thì mình có tải cái app Hoàng Thành Thăng Long để có những cái kiến thức nền, những cái hiểu biết trước về Hoàng Thành. Phần quan trọng nhất của điện kính thiên còn tồn tại cho đến ngày nay là bậc thềm bằng đá đi lên điện, có lan can chạm đôi rồng nên được gọi là thềm rồng. Cái việc nghe thuyết minh và thăm thú tận nơi thì mình cảm thấy rằng là mình đang sống ở trong cái thời kỳ đó và mình được tham quan trực tiếp. Mình cảm thấy là các cái di sản ở đây thì rất là sống động, được tận mắt chứng kiến Hoàng Thành đồ sộ như thế nào và có các cái di sản như thế nào. Mình thấy rằng là những di tích lịch sử nên mình có một cái nhìn trực quan và trực tiếp nhất. Các bạn khách tham quan nên được nhìn trực tiếp bản chất di tích và nhìn thấy rõ được giá trị lịch sử của di tích và vết tích thông qua những năm tháng, qua các thời kỳ được thể hiện rõ nhất. Tuy nhiên thì với những công nghệ như VR 360 hay là kính thực tế ảo thì nó cũng là một công cụ rất tốt để tham quan một cái toàn cảnh hơn. Hiện nay, các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ đều đã sớm tạo ra không gian 360 độ, ứng dụng thuyết minh tự động cho các di tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan trên địa bàn. Gần đây nhất, quận Ba Đình cũng vừa gia nhập cuộc chơi số hóa di sản, sử dụng kính thực tế ảo và quét mã QR để giới thiệu tới đông đảo người dân cũng như khách du lịch. Trong không khí hưởng ứng SEA Games 31, các mã QR sẽ được bố trí tại nhiều nhà hàng, quán cà phê, nhà thi đấu của quận này để giúp quảng bá rộng rãi những điểm nhấn văn hóa trên địa bàn.